Thưa quý vị và các bạn, trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì những tuyến phố vui chơi của Hà Nội như khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Tây Hồ, đường Giải Phóng sẽ là những tuyến đường nóng thường xảy ra các vi phạm về an ninh trật tự, tụ tập, đua xe trái phép. Do đó, công tác nắm tình hình và xây dựng phương án tuần tra xử lý được lực lượng chức năng thủ đô chú trọng. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, 100% quân số của lực lượng cảnh sát cơ động Hà Nội được huy động để kịp thời ứng phó nhanh với tất cả các tình huống, lên phương án sẵn sàng tại các điểm nóng tệ nạn xã hội, các cung đường có khả năng cao xảy ra đua xe. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của thành phố Hà Nội cũng như ban chỉ huy trung đoàn cảnh sát cơ động thì đơn vị trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 thì tổ chức ứng trực quân số cao nhất để phục vụ sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ khi có yêu cầu. Đặc biệt trong công tác tuần tra kiểm soát thì công tác chống đua xe máy trái phép thì đơn vị đặc biệt quan tâm. Bắt đầu từ 10 giờ đêm cho đến sáng là khoảng thời gian mà các đối tượng chọn để đua xe. Các đối tượng vi phạm thường trong độ tuổi từ 14 đến 17 ở các huyện ngoại thành như Thanh Oai, Thạch Thất, Thanh Trì, Đan Phượng đổ về Hà Nội để tổ chức vui chơi tụ tập. Khi thấy bóng dáng lực lượng chức năng, các đối tượng sẵn sàng bỏ chạy với tốc độ cao hoặc bất chấp đâm thẳng vào cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ. Khi mà để mà dừng được các đối tượng đấy thì rất là khó khăn. Thì các đối tượng đấy còn trẻ, tâm lý nó còn chưa vững, khi gặp lực lượng chức năng là vẫn còn hoảng sợ, một là quay đầu bỏ chạy, hai là có thể là lao thẳng về phía lực lượng chức năng. Để mà dừng được các cái đối tượng đấy thì lực lượng chức năng phải sử dụng đến các biện pháp nghiệp vụ. Từ nay cho đến hết dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9, công tác tuần tra xử lý sẽ được lực lượng chức năng kết hợp song song với tuyên truyền nhắc nhở. Lực lượng chức năng ngoài kiểm tra giấy tờ thì còn tuyên truyền chúng tôi là ngày mùng 2 tháng 9 không được đua xe trái phép. Ngăn chặn nạn đua xe luôn là một nhiệm vụ hết sức nguy hiểm đối với các chiến sĩ của lực lượng cảnh sát cơ động. Tuy nhiên, với tinh thần thức cho dân ngủ, các chiến sĩ cảnh sát cơ động thành phố Hà Nội quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm cho người dân vui chơi, nghỉ ngơi an toàn trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Thưa quý vị, nói tới di sản văn hóa phi vật thể là nói tới sản phẩm tinh thần được hình thành, xây dựng và vun đắp qua nhiều thế hệ, là sự kết nối liên tục giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Tính đến nay, Việt Nam chúng ta tự hào khi có 15 di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận và ghi danh. Vậy nên, để phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể một cách hiệu quả trong đời sống, cũng như biến nó thành nguồn lực phát triển, thì hơn lúc nào hết chúng ta cần phải nhìn nhận di sản một cách khách quan, từ đó đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch thời gian tới nhằm tiếp tục phát huy giá trị di sản. Mới đây, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn, đánh giá công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh. Đây được xem là sự kiện quan trọng để chúng ta nhìn nhận lại vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị di sản. Trong báo cáo khoa học nộp cho UNESCO thì bao giờ các quốc gia cũng đều phải có một cái chương trình hành động ghi rất rõ các cái biện pháp bảo vệ của mình ở đó. Vì vậy mà bây giờ phải xem xét tất cả những cái cam kết của chúng ta, trên cơ bản thì đã thực hiện được những cái cam kết của chính phủ Việt Nam. Tôi lấy ví dụ như là dân ca quan họ Bắc Ninh, tôi lấy ví dụ như tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là được thực hiện rất là tốt. Di sản văn hóa vật thể được xếp hạng ở cấp quốc gia, ở cấp UNESCO ghi danh thì cũng đã thể hiện được trở thành một cái nguồn tài nguyên và cái nguồn lực trong phát triển kinh tế xã hội, và đóng góp rất là tích cực trong cái việc mà chúng ta đang tiến hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Thì đấy là những cái mà chúng tôi thấy là cái đóng góp của di sản văn hóa rất là tích cực. Bên cạnh những thành tựu chúng ta đạt được thì những năm gần đây với sự phát triển của kinh tế xã hội đã và đang đặt ra những yêu cầu mới trong công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản cũng như thực hiện công ước. Luật di sản của chúng ta này hay là các công ước mà chúng ta tham gia đều không xử lý được những cái vấn đề mà chúng ta thấy gần đây có những cái điều chưa phù hợp giữa văn bản quy phạm pháp luật với thực tiễn cuộc sống. Và đó là một trong những lý do mà trong cái quá trình chúng ta sửa đổi luật di sản ấy, thì chúng ta sẽ phải đưa các cái điều khoản này vào để chúng ta làm tốt hơn cái nhiệm vụ là bảo vệ giá trị di sản nhưng đồng thời phát huy được cái giá trị đó trong thực tiễn cuộc sống. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tham mưu để Bộ trưởng ban hành theo thẩm quyền những cái thông tư để hướng dẫn cái hoạt động bảo vệ phát huy giá trị văn hóa
và đồng thời là hoàn thiện cái dự án luật di sản văn hóa sửa đổi để có thể trình ra Quốc hội. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng sẽ huy động các cái nguồn lực của các tổ chức cá nhân, xã hội trong cái việc mà tham gia vào các hoạt động, các cái đề án bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể sau khi được ghi danh. Ngoài hoàn thiện luật di sản phù hợp với tình hình mới, thì điều quan trọng nữa chúng ta cần thực hiện đó là giải quyết bài toán mối quan hệ giữa bảo tồn và phát triển, đồng thời đề cao vai trò của cộng đồng chủ thể, người thực hành di sản, tăng cường quan tâm hơn tới công tác truyền dạy, từ đó mới có thể giúp di sản đóng góp tốt hơn trong quá trình phát triển đất nước. Thưa quý vị, hôm nay 31 tháng 8, gói thầu quan trọng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành sẽ chính thức được khởi công. Nhà ga hành khách, công trình được coi là trái tim của dự án sân bay Long Thành. Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam ACV, chủ đầu tư dự án thành phần 3 dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1 cho biết, mặt bằng sân lấp cơ bản được hoàn thành. Giai đoạn 1 sân bay Long Thành có quy mô hơn 2.500 ha với tổng sản lượng đất đào đắp khoảng 120 triệu mét khối. Nhà ga hành khách sân bay Long Thành với giá trị hơn 35.000 tỷ đồng. Thời gian thi công là 39 tháng do liên danh nhà thầu Viettour xây dựng. Nhà ga lấy hình ảnh hoa sen làm biểu tượng chính và được sử dụng xuyên suốt trong quá trình triển khai với nhiều điểm nhấn. Nhà ga gồm một tầng trệt và ba tầng lầu, tổng diện tích sàn là gần 380.000 m2, có bố trí 40 vị trí đỗ gần cho các máy bay. Cũng trong ngày hôm nay, ngày 31 tháng 8, ACV cũng sẽ khởi công các hạng mục của gói thầu số 4.6, thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình đường cất hạ cánh, sân đỗ máy bay sân bay Long Thành giai đoạn 1. Gói thầu có giá trị hơn 7,3 nghìn tỷ đồng, thời gian thi công là 700 ngày. Đây cũng là gói thầu lớn thứ hai thuộc dự án thành phần 3. Thưa quý vị, Giải Võ Thuật Cúp Tài Năng Trẻ Việt Nam lần thứ tư năm 2023 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Đây là một hoạt động thể thao sôi nổi và hấp dẫn dành cho các bạn trẻ yêu thích võ thuật trong dịp hè. Năm nay, giải đấu thu hút hơn 3.000 vận động viên trên khắp cả nước tham gia. Giải Võ Thuật Cúp Tài Năng Trẻ Việt Nam lần thứ tư diễn ra từ ngày 29 đến ngày 31 tháng 8 năm 2023. Giải đấu năm nay đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển rộng khắp trên phạm vi toàn quốc, với sự tham gia của 70 đoàn với trên 3.000 vận động viên đến từ hệ thống tài năng trẻ Việt Nam và các võ đường, môn phái, câu lạc bộ, trung tâm trên cả nước. Trải qua hành trình 10 năm phát triển, đến nay, Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam đã trở thành địa chỉ tin cậy, rèn đức, rèn người dành cho các em nhỏ cũng như những người cao tuổi với mong muốn rèn luyện sức khỏe là tấm gương sáng cho con em noi theo. Thông qua mỗi giải đấu, đây là cơ hội để các võ sư, võ sinh của Trung tâm Đào tạo Võ thuật Tài năng trẻ Việt Nam có dịp được cọ sát, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời tuyển chọn vận động viên tham gia các giải đấu của tỉnh, thành phố và quốc gia, đặc biệt là tăng cường sức khỏe cho thế hệ trẻ, thể hiện được chí khí, sự tự tin và tinh thần yêu nước, để các em sống có trách nhiệm hơn với gia đình, xã hội, góp phần gìn giữ những giá trị võ học hàng nghìn năm lịch sử của dân tộc.